Trưa ngày 19 tháng 9, lực lượng chức năng Đồng Nai vừa chặn được một xe tải chạy quá tốc độ, lạng lách, vượt đèn đỏ và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Khoảng 9 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Long Khánh đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Thị Hương thì phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 60C 528.51 đi từ hướng Xuân Lộc đến Long Khánh chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế này lại tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác liền dùng xe mô tô truy đuổi. Trong khi bỏ chạy, tài xế điều khiển xe lạng lách, vượt đèn đỏ và chạy ra quốc lộ 1, hướng về thống nhất. Công an thành phố Long Khánh đã liên hệ với các lực lượng chức năng khác để phối hợp đón chặn xe tải này. Cảnh sát đã phải rút súng chỉa vào xe tải và yêu cầu tài xế dừng lại nhưng tài xế vẫn ngoan cố bỏ chạy. Sau khi truy đuổi khoảng 10 km, lực lượng chức năng đã chặn được xe tải này.